Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây muốn có một gia đình hạnh phúc thì hãy giơ tay nói tôi. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị đã đến với phiên họp hàng tuần của BNI chúng tôi, cũng như là bài trình bày 8 phút bán hàng của tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tùng, tôi đến từ công ty cổ phần VID Việt Nam, và lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi là đặc sản vùng miền với cái thương hiệu là Mèo Sành Ăn. Vâng, và địa chỉ của chúng tôi tại khu thị Redco Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm mọi người nhá. Vâng, và sứ mệnh của chúng tôi đó chính là như tôi vừa mới nói đó, tôi mang hạnh phúc đến mọi nhà bằng những bữa ăn ngon miệng. Và những cái sản phẩm của chúng tôi thì rất là đa dạng, chúng tôi có đến gần 100 các đặc sản vùng miền Bắc Trung Nam khắp nơi, và chúng tôi chia ra thành nhóm. Và món nhóm đồ nhậu thì như các bạn có thể nhìn thấy ảnh minh họa, và tôi sẽ chỉ lướt qua để cho các bạn xem. Vâng, nhóm đồ khô đồ nhậu tôm cá mực rồi trâu sấy. Tiếp theo của nhóm đồ nhậu đó chính là cá mai rút xương mực khô rồi mực chủng rất là nhiều. Mọi người có bị kích thích không ạ? Vâng, tiếp theo là món nhóm đồ tươi cấp đông, hải sản cấp đông. Đó là một cái giải pháp tiện ích cho mọi người có thể là tiết kiệm thời gian nấu nướng khi mà chúng tôi đã chế biến rất là sạch sẽ, đóng gói hút chân không, mọi người về chỉ việc nấu nướng thôi. Vâng, và tiếp tục đó là nhóm đồ ăn chế biến sẵn và các loại chả. Rất nhiều các loại, đó cũng là ở đây có thịt quay mắc mật này, có chả chìa này, rồi có đặc sản thịt khô nhục tiên nhiên Quảng Ninh đúng không ạ? Hấp dẫn quá mà. Đó, tiếp tục là các món đồ chế biến sẵn cũng như các loại chả. Chúng tôi thì luôn mang đến những cái giải pháp là tiết kiệm thời gian nấu nướng cho tất cả các mọi nhà cũng như là các anh chị em nội trợ. Thế nên là những cái giải pháp đồ ăn chế biến sẵn này mọi người chỉ mất có vài phút để làm nóng thôi là có thể chế biến được. Vâng. Tôi xin next tiếp qua những sản phẩm. Và tiếp tục đó là chính cái nhóm về gia vị đồ ăn kèm, ví dụ dưa chua cà muối rất rất nhiều đúng không ạ? Ok. Vâng, và đối tượng mục tiêu khách hàng của chúng tôi là ai? Sỉ. Vâng, đó chính là những cái siêu thị tiện ích. Tôi cũng xin sâu ra để xin được cái referral, những cơ hội kinh doanh của những anh chị. Siêu thị tiện ích là khách hàng của chúng tôi, cửa hàng tạp hóa, shop bán hàng online hay là quán bia, quán nhậu. Khách lẻ của chúng tôi thì từ già đến trẻ, từ trẻ đến già là đều ủng hộ sản phẩm, thực phẩm của tôi được. Tuy nhiên mà người sẵn sàng chi trả, sẵn sàng mua hàng của chúng tôi thì hầu như là những chị em, những anh chị em người nội trợ. Thì ai là người nội trợ ở đây, giơ tay nói tôi nào. Vâng, tí nữa tôi bán mà các bạn không mua thì đừng có bảo giơ tay nữa nhá. Vâng, và khách lẻ là những người nội trợ và những người đam mê ẩm thực. Vâng. Đối tác mà chúng tôi đang phân phối là các chuỗi siêu thị thực phẩm. Bác Tôm là một khách hàng rất là thân thuộc của đặc sản ba miền Mèo Sành Ăn. Siêu thị tiện ích Minh Anh cũng như chuỗi các cửa hàng thực phẩm đậu bắp hay là siêu thị thực phẩm Khoai Bao. Vâng, đó chính là những cái khách hàng thân quen của chúng tôi. Vâng, tôi đi thẳng vào vấn đề này ngay bây giờ luôn. Cái phần này tôi mong chờ nhất này. Mọi người bây giờ là tháng 2 đúng không? Hết Tết rồi, nhưng mà đối với Mèo Sành Ăn thì vẫn là Tết, Tết quanh năm, nhưng mà tôi lì xì quanh năm luôn. Ai muốn lì xì ở tay nói tôi nào. Ok, rồi hôm nay tôi bán 3 thứ. Tôi có 3 gợi ý và rất nhiều cái sản phẩm nhé, nhưng tôi gợi ý để cho mọi người từ từ hãy trải nghiệm. Và ai là những thành viên ở chapter rồi mà đã trải nghiệm rồi thì tiếp tục tôi mời các gói set 2 và set VIP nhá. Còn ai chưa trải nghiệm, sẵn sàng hãy trao referral cho tôi mưa. Ai đó vừa bảo với tôi là lên trao mưa referral đi, tôi bảo không mưa, phải là bao referral cho Tùng đặc sản nhá. Set 1 là tôi mời mọi người trải nghiệm với hai đặc sản tôi gợi ý, đó chính là thịt khô ngan và thịt khô nhục, một đặc sản đến từ Tiên Yên, Quảng Ninh. Tôi sẽ lì xì cho một gói củ cải muối Tiên Yên trị giá 40k. Set 2, tôi mời các anh chị đã trải nghiệm với cái đặc sản cá mai rút xương của tôi. Hôm nay tôi bán 3 cân tặng 1, 1.350.000 tôi tặng 1 cân nhé mọi người nhá. Và tiếp theo tôi xin mời các VIP của tôi, những cái anh chị chủ doanh nghiệp, đằng nào mọi người cũng đi chợ đúng không? Vợ anh chị đằng nào cũng đi chợ, đằng nào cũng mất tiền, hay mất tiền cho em Tùng đi. Mọi người hãy trao referral cho tôi với gói thành viên là 10 triệu. Anh chị mua sắm thoải mái, tôi tặng anh chị là 2 triệu. Tổng là 12 triệu giá trị nhá. Vâng, hãy trao referral cho tôi.
Sau đây là tôi có 2 phút để xin mời mọi người có đặt câu hỏi cho Tùng. Chúng ta có 2 câu hỏi cho dành cho mèo xà năng ạ. Xin mời 2 câu hỏi giơ tay ạ. Xin mời. Xin mời chị Đặng Thiết Hà và anh Dương Dương chuẩn bị. À, vâng, tôi có một câu hỏi đó là ngay bây giờ tôi mà mua ngay cái set và mua VIP thì có luôn không ạ? Ngon ngay và luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời, cảm ơn chị ạ. Xin mời các anh chị hãy đặt câu hỏi. Tôi có câu hỏi dành hộ mọi người có ăn thử được ở đây. Tôi ăn thử mọi lúc mọi nơi, không phải ở đây. Mọi người về nhà là cũng có đồ ăn thử, hãy liên hệ cho Tùng nhé. Và cách liên hệ cho tôi đó chính là mọi người hãy giơ điện thoại lên, quét camera vào nền tảng kết nối chúng tôi, đó chính là fanpage Facebook. Mọi người quét vào đây nhé, ủng hộ cho tôi một like, một follow. Và tiếp theo là kênh YouTube Mèo Sành Ăn, fanpage cũng là Mèo Sành Ăn. Hãy ngay đầu tiên trong cách cơ hội miễn phí không mất 1.000 nào bằng cách quét và ủng hộ cho Mèo Sành Ăn một like, một sub. Xin cảm ơn tất cả mọi người, tôi xin kết thúc bài trình bày 8 phút bán hàng của tôi. Vâng, tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị sẽ trao đi một đồ cho anh Tùng hôm nay, giơ tay lên được không ạ? Vâng, hôm nay thực sự đấy là một ngày bão đi một đồ, một ngày đầu năm của Hello Chapter thật là rực rỡ được không ạ? Và đây là những cái phần của Mèo Sành Ăn, không chỉ fanpage và YouTube mà vợ anh ấy cũng là Mèo Sành Ăn luôn ạ. Thưa anh chị, là cái nick và cái thương hiệu đấy là đặt tên từ cái nickname của vợ anh Tùng, rất là hay đúng không anh chị? Và một dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho diễn giả của ta ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn anh.